Ngài còn dạy thêm chúng ta là các đạo tà nó mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng rất nhiều chỗ, nó luôn dùng cái phép màu lè mắt chúng sanh, mà ai ham linh theo nó tập tành thì kha xa cạm bẫy, cũng khó mong sống sót. Kính thưa quý vị, điều này trong quyển nhì Đức Thầy cũng có dạy chúng ta là sao tà tinh ăn sống nuốt tươi mà bá tánh chẳng lo cải thiện. Hay hoặc giả là Ngài dạy chúng ta đó mà theo tà tinh mà dị đoan cúng kiến tinh tà thì sau này gặp cảnh thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Kính thưa quý vị, giữa tiên Phật và ma quỷ thì ở chỗ chân chánh là tiên Phật và gian ác là quỷ là ma. Thì kính thưa quý vị, tất cả trong sấm thi nào Đức Phật, Đức Thầy và chư Bồ Tát Thánh Hiền dạy chúng ta, thì nếu ai làm thiện làm lành là tiên Phật, mà ai làm gian ác là quỷ là ma, thì chúng ta nhận xét thấy chúng. Điều này quyển khuyến thiện trong cái bài kệ thì Ngài cũng có dạy chúng ta là tu qua thoát khỏi tới 12 điều khổ đó quý vị. Từ cái chỗ mà tu cầu thuận gió hòa mưa, an hòa nhân vật phước thừa tài ban, đến cái chỗ mà tu cho rõ mối quyền thâm thì quy đầu Phật Pháp mới khỏi lâm tai nạn. Kính thưa quý vị, con người chúng ta vì chạy theo danh lợi vật chất, danh tài sắc mà quên đi cái tương lai chúng ta khổ vui hay thế nào. Khi chúng ta tai họa đến mà chúng ta không có phước đức thì chúng ta đâu có vượt qua khỏi khổ. Cũng như lửa cháy, chúng ta phải cần trữ nước, thì khi lửa cháy chúng ta mới có nước để chữa lửa. Mà muốn trừ tai họa thì chúng ta phải lấy phước mà trừ. Kính thưa quý vị, điều này Ngài Thanh Sĩ, đệ tử duy nhất của Đức Huỳnh Giáo Chủ, cũng có dạy chúng ta là rửa vật dơ thì là dùng nước, trừ tội phàm phải lấy phước mà trừ, và trong nhất thời làm việc đại từ thì có thể mới tiêu dư được đại tội đó quý vị. Cho nên Ngài cũng thường dạy chúng ta, mẹ đấy con, phước nhân là căn bổn. Căn bổn là cái căn gốc của nó đó quý vị, bổn là gốc, căn cơ nguồn cội. Khi tai nạn thì trốn vào đây, của tiền đừng bạ việc xí xài, nên bố thí mới dành ngày mai hậu được. Mà mẹ đấy con, sự tu đã thấu, phước không trao huệ đạo mà không dồi, khác nào người ôm giữ cái nồi, gạo thóc chẳng mà nước nôi cũng chẳng. Kính thưa quý vị, điều này Đức Thầy dạy chúng ta trong quyển 1, Ngài nói là khuyên đừng xài phí xa hoa, và phải ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu, và tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục thì chúng ta mới được ngao du thiên đài, cũng như ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật mới cứu an linh hồn và tội tiêu, phước mới hưởng trường tồn, mới không còn mắc được cái nẻo mà giải khôn luân hồi. Kính thưa quý vị, điều này Ngài Thanh Sĩ cũng có dạy chúng ta, thiền môn hãy sớm bước gần để mà đổi lấy đuốc thần cho an. Chúng sanh phải nhớ lại căn cơ, cũng nên nhớ lại căn cơ, vì chúng sanh ở tạm ăn nhờ thế gian, thiền từ đã nguyện đưa sang, nếu không bước xuống thì khó an trong cái cuộc đời chúng ta. Thì kính thưa quý vị, điều này bao nhiêu lời thân thương Đức Thầy dạy chúng ta, thì trong quyển Ánh Sáng Từ Bi Ngài Thanh Sĩ cũng nhắc chúng ta một đoạn pháp như sau: con ơi, nhớ gọi gái trai, các điều ấy ráng miệt mài cho nên, thành công do ở chí bền, đừng lòng sớm nhớ chiều quên không đành, đã tu thì phải có hành, tu suông cửa miệng là hổ danh nhà thiền, không cần ai bảo ai khuyên, cũng thông hai chữ tu hiền bằng nhau, tu hung Phật dạy hồi nào, mà đời nay lắm kẻ hùng hào sự tu, tu cho sáng chớ tu mù, tu cho siêu thoát chớ cho tiêu hồn, tu về cực lạc tu khôn, tu nơi địa ngục tu còn dại ngu, cũng thời nhập đạo vào tu, kẻ hầu Phật tổ mà người chầu ma dương, sự tu vốn có hai đường,
chúng sanh cần phải tìm phương mà về, đường tà càng buộc kiếp mê, chỉ đường chánh mới tụ tề giác quan. Đạo tà thường hại thế gian, còn đường chánh đạo luôn toan cứu đời. Đạo tà như đám sương mây, còn đường chánh đạo như trời sáng ra. Tà làm tối mắt người ta, chánh làm sáng mắt trẻ già mọi nơi. Chánh tà khéo chọn con ơi, bước sai một bước khổ đời muôn năm. Chúng sanh như lạc rừng thâm, kính thưa quý vị, rừng thâm là rừng rất sâu đó quý vị, không có để ý là không bao giờ ra khỏi rừng sâu. Chúng sanh như lạc rừng thâm, phải lấy sao làm dấu mà tầm hướng ra. Cứ quanh trong chốn rừng già, thân kia khó tránh hầm tha ngày nào. Biết nguy thì phải trốn mau, trói tay rồi mới tẩu đào kịp đâu. Muốn đi qua khỏi sông sâu, phải lo sắm đủ thiền tàu trước đi. Quy y mà chẳng làm y thì đạo gì, quy y mà chịu làm y thì đạo gì cũng đắc, quả chi cũng thành. Mà còn tu mà chẳng chịu hành thì như trồng không tưới, cội nhành héo khô. Kính thưa quý vị, bốn câu vừa qua của ngài Thanh Sĩ nhắc chúng ta, nếu chúng ta quy y mà chúng ta làm y thì chúng ta sẽ đắc đạo thành công viên mãn, còn chúng ta không làm y thì như trồng không tưới, cội nhành héo khô. Cũng như chúng ta tu mà chúng ta hành thì hành không đúng. Điều này Đức Thầy dạy chúng ta cả ngàn năm, nhân tâm sao xuyến mà tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Và kính thưa quý vị, điều này ngài Thanh Sĩ trong Thần Cơ Thật Luận cũng có dạy chúng ta. Ngài nói đã quy y mà chẳng chịu hành, nên rất ít người thành chánh quả. Lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, chứ Phật truyền đạo cả không lành. Và kính thưa quý vị, cái đoạn pháp vừa qua rồi, chúng sanh như lạc rừng thâm, lấy sao làm dấu mà tầm hướng ra. Mà cứ quanh trong chốn rừng già thì thân kia khó tránh hầm tha ngày nào. Kính thưa quý vị, điều này ngài Thanh Sĩ dạy chúng ta cả hai mặt, cả lý lẫn sự quý vị. Bây giờ một khu rừng sâu mà vượt bao nhiêu cây số mới ra được ngoài khỏi rừng. Nếu chúng ta là người không để ý mặt trời và mặt trăng và hướng sau, thì chúng ta đi mãi nó cũng vẫn lạc trong cái khu rừng âm u, mà cái đường dài nó không có ra cái đường ngắn. Thì chúng ta quanh quẩn đó thì gặp thú hầm thì nó sẽ ăn thịt chúng ta. Thì đó là một điều nói về sự. Còn mà nói về lý thì chúng ta sống vào giữa đời buổi hạ quân mạt pháp này. Dạ kính thưa quý vị, thì nói tiếp với những cái câu văn: chúng sanh như lạc rừng thâm, lấy sao làm dấu mà tầm lối ra. Cứ quanh trong chốn rừng già, thân kia khó tránh hầm tha ngày nào. Ngày nay là quá duyên may, chúng ta hạnh phúc được Đức Phật Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta những lời vàng tiếng ngọc, một là quyển thi văn giáo lý. Còn hiện nay xét thấy trên mạng cộng đồng, nếu chúng ta cập nhật đúng chương trình trên YouTube thì chúng ta muốn xem kinh nào, quyển giảng nào và tác phẩm nào đều rất là dễ dàng. Còn ngoài ra quý vị biết đó, nhiều mạnh thường quân sắm những máy nghe giảng từ cho không đến hỗ trợ bán giá rẻ cho xã hội, thì trên dưới 8-10 năm nay rồi quý vị ơi. Cho nên Đức Phật mới có câu đường về gặp Phật Thích Ca ngày nay rất dễ hơn là ngày xưa. Thị thành đến xóm làng thưa, nơi đâu có kẻ đưa lời lành. Biết bao Bồ Tát giáng sanh, tùy phương quá độ dân tình khắp nơi. Vì thế gian chỉ đua việc ăn chơi, nhưng mà Phật tiên là do địa việc cứu đời không ngưng. Con ơi cần phải gìn thân, thường luôn phản tỉnh là chân thánh hiền. Đó, cũng nên xét hậu suy tiền, thì lỗi lầm đâu đến lưu truyền dài lâu. Đào luôn không lấp mới sâu, một môi hai dập thì đâu có nên hậu. Cây già đành phải cây khô, mà nếu không ra công tưới thì sẽ trơ héo cành thôi. Quý vị thấy chúng ta trồng cây thì phải tưới và chăm sóc. Trên đường tu chúng ta là đạo cũng phải lo dung quán, phản chiếu cho cơ đạo ngộ và hồi quang cho lộ tâm khai. Thì phải trao tâm luyện tánh cho minh và chuyên lo niệm Phật, sửa mình cho chân. Kính thưa quý vị, đó là chân lý Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy chúng ta. Và gắn công trì niệm sớm khuya thì thân ti cõi tục, nhưng tâm chúng ta đã lìa cõi mê. Thân ti còn tục. Và kính thưa quý vị, ngài còn luôn chí toan gieo giống Bồ Đề,
để kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan, giải khuyên những kẻ ngổ ngang để biết câu lục tự mà gìn cái đàn tứ ăn. Tôi kính thưa quý vị, ngài Xiển Vương giáo pháp dạy chúng ta với phương pháp là tam độ nhất như. Trước hết là ngài trị bệnh để cho chúng ta là noi theo đó tinh tấn tu hành, kế đó là ngài viết giảng, ba nữa là ngài thuyết pháp. Đó là ba cái phương hướng tam độ nhất như của ngài, để chúng ta có cơ hội là noi theo gương hạnh của ngài để chúng ta tu hành bước lên con đường giải thoát, gia đình chúng ta được hạnh phúc. Và kính thưa quý vị, trong thập ác kia thì quan trọng nhất nó có cái môn sát sanh đó quý vị. Điều này Đức Thầy dạy chúng ta, nếu chúng ta tu hành mà không suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta khó được trì chay và giữ giới. Như sau, ngài nói rằng đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, và trong đó phải có bố thí trì chay giữ giới. Mà kính thưa quý vị, lời dạy của ngài, chữ chay là chay giới, không có ăn động vật, cũng như Châu Phú thường nói Nam Mô A Di Đà Phật là không ăn thịt động vật. Thì kính thưa quý vị, ngài bảo chúng ta trì chay là phải giữ chay, đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà. Và Phật đạo trao dồi tâm tánh lại mới giác thiền chuyên chở lúc can qua. Và ngài dạy thêm chúng ta là can qua sanh chúng chớ buồn lo. Kính thưa quý vị, cái từ can qua này là nó cũng như bao nhiêu cái chuyện khổ thảm ở trong xã hội, mà cũng như là chiến tranh, dịch bệnh, nạn thú dữ, hay là đau đói, đủ thứ tai họa mà chúng ta nếu thiếu đức là chúng ta không vượt qua khỏi. Cho nên ngài mới dùng cái chữ can qua sanh chúng chớ buồn lo. Muốn vượt qua bao nhiêu tai khổ đó, chúng ta phải nghe theo lời Đức Huỳnh Giáo Chủ chỉ dạy là tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Kính thưa quý vị, chữ tích là cũng như chứa đó quý vị. Chúng ta hằng ngày phải làm bao nhiêu cái việc từ thiện để giữ đạo chờ ngày chốn hẹn hò là nơi cực lạc, mà hằng ngày ngài có dạy chúng ta trong cái bài Sa Đéc đó quý vị. Ngài nói dù cho nay xa cách sở tài, sau thầy tớ gặp nhau Phật cảnh, hay là bây giờ kẻ sở người tài, hiền đương đến hội cũng kề với nhau. Thì kính thưa quý vị, điều này trong 10 cái điều ác thì nó có cái sát sanh này. Chúng ta mặc dù là 10 người không có sát giết, nhưng mà chúng ta nếu còn ăn thịt động vật thì chúng ta là một người tòng phạm mà thôi. Còn cái anh mà anh sát giết chính thức để anh xẻ thịt phân thay ra, phân phối ra cho ăn, thì anh đó là đồ tể. Thì điều này trong cái quyển mà Thập Thiện Nghiệp Đức Hòa Thượng có giải rất là rành. Nếu ai có nghe thì trên mạng vẫn có, và trong thẻ đó là Tú Trinh Khánh Hoàng có giải trình rất là rõ. Kính mong quý vị có điều kiện thì theo dõi Thập Thiện Nghiệp, thì nói về nhân quả cái mục sát sanh, nó có nhiều cái tiêu đề và có đem nhiều cái nhân chứng mà bị cái nhân quả do sát sanh rất là rõ ràng trong cái quyển Thập Thiện Nghiệp đó quý vị. Và kính thưa quý vị, môn sát sanh này Đức Thầy dạy chúng ta, Phật không bảo ai ăn chay mà cũng không suối ai ăn mặn. Đó là do sự giác ngộ và lòng nhân của mỗi người thôi. Thì kính thưa quý vị, điều này ngài thích ngài Minh Đăng Quang trong cái quyển sấm giảng thấm thi của ngài là nghi thức tụng niệm. Ở sau cuối hết cái quyển nghi thức tụng niệm của ngài Minh Đăng Quang, ngài Minh Đăng Quang có dạy cái bài là khuyên đừng giết thú rất là rõ ràng. Thì nói chung quý vị, như chúng ta sống đây, Đức Thầy dạy chúng ta đó, thú vật cũng có linh hồn, cũng biết tìm sự sống còn như ta vậy. Thế nên chúng ta hãy tha thứ cho chúng nó. Đó là một sát sanh trong quyển 6 Đức Thầy dạy rất là rõ ràng. Thì kính mong quý vị muốn bước lên con đường giải thoát viên mãn thì chúng ta phải xem sấm cơ của Đức Phật và có bao nhiêu vị thánh hiền dạy chúng ta là để đối nhân xử thế, thì chúng ta sẽ được thành công viên mãn, chúng ta không có đeo mang quả báo. Và kính thưa quý vị, điều này sấm thi của ngài Thanh Sĩ có dạy chúng ta như sau.
nếu chúng ta không niệm Phật, không tu hành và không ăn chay thì chúng ta phải trung quân dương, hiếu phụ mẫu, và chúng ta phải làm nhiều điều phước thiện thì chúng ta mới được hạnh phúc. Bởi những câu dạy như sau: nếu đạo trung hiếu lo đền song phận, khi mạng chung cũng đặng hiển thần. Nếu còn sanh lại cõi trần, được con thảo thuận và thân an nhàn. Kính thưa quý vị, xét kỹ trong bốn câu vừa qua rồi thì chúng ta phải trung quân dương và hiếu phụ mẫu. Đó thì lời dạy rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta có niệm Phật, chúng ta có ăn chay, chúng ta có bố thí làm phước, chúng ta có cứu khổ ban vui rất nhiều người, thì kiếp này đủ duyên chúng ta lâm chung được Đức Phật rước chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì an lành vĩnh viễn, trường cửu bất sanh bất diệt, như Đức Thầy dạy chúng ta trong quyển 5: ôi cả sang hèn mấy ai thông thả, nhân sanh mãi nắm sai, chẳng tu thân có dựa Phật đài. Thông thả hưởng mùi sen báo, thì lúc đó thần thức mới nhập hai sen tinh hảo, khỏi màn lo nổi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ não khổ lão. Thể thanh tịnh thường không quyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia bởi đó mà chừa. Ta thoát cuộc lao đao vì nó, và đường sanh mạng Phật ta đồng thọ. Tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám dắt hồn, mới thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Và cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sinh nhai. Kính thưa quý vị, đoạn pháp trước thì Đức Thầy có nói đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, thì kính thưa quý vị nhận xét đó là Đức Thầy chỉ chúng ta là cái chúng ta tu mà làm như Đức Thầy chỉ dạy, thì tuổi sống chúng ta như chư Phật bằng nhau. Qua đoạn pháp vừa rồi thì kính mong quý vị trên tu hành, thì nếu chúng ta được trì chay mà giữ giới một cách viên mãn và làm nhiều điều thiện điều phước lành, thì kiếp tới chúng ta giảng sanh về Cực Lạc. Mà còn nếu không được về Cực Lạc thì chúng ta sống thượng nguyên thánh đức an lạc cũng dễ tu dễ thành và dễ chứng đắc đó quý vị. Thì đại khái tôi nhắc như thế. Còn bây giờ hồi nãy nói về tứ ăn thì kính mong quý vị xem chút tới đây Thiện Nghĩa sẽ đọc về đề tài qua tứ ăn của Đức Quỳnh giáo chủ như sau. Xin dạ. Kính mời Thiện Nghĩa. Dạ, bây giờ sư huynh nói tiếp thêm ở đoạn này tí ha. Dạ. Tại vì nghe như trong sấm giảng Đức Thầy cũng nói là trời mở cửa quỷ dương xuống thế, rồi có đoạn mới ra tay cứu tế, rồi cái đoạn khác Đức Thầy cũng nói là Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế, rồi ngài Thanh Sĩ cũng nói là cái đoạn nãy huynh nói là các chư Bồ Tát cũng xuống thế rất là nhiều, đúng dạ, không? Dạ, dạ, đúng rồi. Rồi cho nên các ngài nói là cái đời này mình tu có nhiều cái thuận lợi hơn hồi xưa rất nhiều, có nghĩa là có đủ phương tiện hết, có đủ cái hành trang rất là dễ tu dễ hành, nếu hữu duyên. Dạ. Thì chú ba có thể nói thêm cái chỗ đó cho người ta có hiểu được á. Thiện Nghĩa có hỏi thì tôi nhớ Đức Quỳnh giáo chủ. Đức Quỳnh giáo chủ có dạy chúng ta: kể từ rài vàng lộn giới thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Thì kính thưa quý vị, theo lịch sử chúng ta hiểu biết thì từ ngày mà Đức Phật đản sanh và Đức Phật trưởng thành lập gia đình, Đức Phật dạo chơi bốn cửa thành, thấy sanh lão bệnh tử, Đức Phật bảo Sa Nạc phải quầy xe về cung điện để là hồi tâm lo tu tỉnh. Thì điều này trong quyển 5 Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ. Tôi xin nhắc lại quý vị là Thầy nói ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, phân cùng bổn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần là phải biết nguyên nhân Phật giáo là hồi thế kỷ khoảng trong thứ 6 trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa. Kính thưa quý vị, Đức Thầy dạy chúng ta là chúng ta phải hiểu được nguyên nhân sự đản sanh của Đức Phật và sự đi tu thành đạo của Đức Phật trong cung vàng điện ngọc. Thì cái quyển giảng đó là quyển 5 quyển thiện Đức Thầy dạy chúng ta, nếu chúng ta mà không xem xét cho thấu đáo thì khi chúng ta tu thì cái đại hùng đại lực của chúng ta nó sẽ không mạnh mẽ, bởi chúng ta không noi theo cái gương hạnh của Thái tử Sĩ Đạt Ta hồi ở cung vàng điện ngọc. Mà khi tu sau 12 năm vô rừng khổ lâm hạnh ngày tu thì ngày thành đạo. Do đó duyên mai của chúng ta với ngài 26 thế kỷ rồi mà chúng ta cũng được giáo pháp của ngài truyền
và chính xác nhất là chúng ta được Đức Huỳnh Giáo Chủ Thừa Dương sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, cho nên giáo pháp của Đức Phật Thích Ca được Đức Thầy chúng ta truyền dạy lại không còn thiếu ở chỗ nào hết, từ Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Bát Nhẫn và Tám Điều Răng Cấm rất là chu đáo, dễ biết, dễ cho chúng ta nhận xét để tu hành chân chánh đúng theo lời Ngài chỉ dạy và để được thành công rực rỡ như ý muốn. Thì thời đó, trong khi Đức Phật gần đắc đạo, thì Thầy dạy rất là rõ: đạo gần đắc ma dương theo thấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Thì kính thưa quý vị, vàng lộn với thao thì thật tiên thánh cùng nhau xuống thế, và ma quỷ ma dương cũng xuống, nó cũng xuống thế để mà nó phá. Bị gì nó cũng có nói rằng là tôi bây giờ tôi phá ông không được, sau này tôi sẽ phá đệ tử của ông. Thì điều này thì Đức Thầy cũng có dạy chúng ta, Đức Phật Tổ gần đắc đạo rồi thì ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài mà cũng không rúng động đặng ngài, nên cố quán phá đời mãi mãi. Thì kính thưa quý vị, thì là Phật tiên thánh cũng có xuống và ma quỷ là cũng là lẫn lộn. Đó là Đức Thầy nói một câu văn là vàng lộn với thao, là thao là ma quỷ, vàng là tiên Phật đó quý vị. Thì điều này kính thưa quý vị, Ngài Thanh Sĩ cũng có nói rõ ràng trong cái quyển Đâu Là Phàm Thánh của Ngài qua những câu như sau. Ngài nói: từ đây đến cuối ngày lựa lọc, không nơi nào không Phật giảng lai, ở quê nhà lớn nhỏ gái trai, ráng cho được Phật Ngài lai đáo. Kính thưa quý vị, làm chân chánh là tiên là Phật, mà làm gian ác là quỷ là ma. Thì hiện nay trong cõi thế này, nếu ai là người làm chân chánh thì đó là tiên Phật, mà ai làm gian ác là quỷ là ma. Thì điều này chúng ta chịu tu hành, chúng ta học Phật tu nhân, hiểu được điều giới lực của Đức Phật Đức Thầy chỉ dạy, thì chúng ta sẽ nhận rõ ai là người chân chánh và ai là người gian ác, thì chúng ta sẽ biết mà tránh, thì chúng ta mới tu hành mới thành công viên mãn, khỏi bị lừa, khỏi bị lừa gạt ha. Khỏi cái bị nó lừa gạt, cũng như bây giờ Đức Thầy chúng ta dạy đó, lừa cho phải gì đó. Ngài nói là phải lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn gia, thì sau này đến lúc phong ba giông gió lớn, cột kèo mới khỏi gãy. Và kính thưa quý vị, Ngài còn dạy thêm chúng ta là các đạo tà nó mưu khéo âm thầm, dân ráng tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên răng rất nhiều chỗ, nó luôn dùng cái phép màu lè mắt chúng sanh, mà ai ham linh theo nó tập tành thì kha xa cạm bẫy, cũng khó mong sống sót. Kính thưa quý vị, điều này trong quyển nhì Đức Thầy cũng có dạy chúng ta là sao tà tinh ăn sống nuốt tươi mà bá tánh chẳng lo cải thiện, hay hoặc giả là Ngài dạy chúng ta đó mà theo tà tinh mà dị đoan cúng kiến tinh tà thì sau này gặp cảnh thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Kính thưa quý vị, giữa tiên Phật và ma quỷ thì ở chỗ chân chánh là tiên Phật và gian ác là quỷ là ma. Thì kính thưa quý vị, tất cả trong sấm thi nào Đức Phật, Đức Thầy và chư Bồ Tát Thánh Hiền dạy chúng ta, thì nếu ai làm thiện làm lành là tiên Phật, mà ai làm gian ác là quỷ là ma, thì chúng ta nhận xét thấy, chúng ta tránh, thì sự tu hành chúng ta sẽ thành công viên mãn. Kính thưa quý vị, Thiện Nghĩa đã hỏi bao nhiêu đó, tôi giải trình cũng xin phép là chưa chu đáo, thì mong quý vị quan hỷ, và nếu có ấy thì bổ chính thêm. Thành thật cảm ơn. Còn bây giờ đến đây thì kính mong quý vị nghe Thiện Nghĩa nhắc lại bốn cái ăn là tứ ăn của Đức Huỳnh Giáo Chủ, là dạy chúng ta là theo cái lời truyền của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cách đây 26 thế kỷ. Yeah. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.